Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu loại bỏ tư tưởng sính ngoại, dùng hàng Việt cho người Việt sản xuất, để từ đó khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, qua đó thúc đẩy tính tự chủ, tự lực, tự cường trong phát triển kinh tế. Sau gần 7 năm triển khai thực hiện cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam do Bộ Chính trị phát động, tại Lâm Đồng đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Cửa hàng bách hóa tổng hợp thuộc Công ty Cổ phần Thương mại Lâm Đồng, địa điểm vừa được Sở Công Thương Lâm Đồng lựa chọn để làm mô hình điểm triển khai thực hiện cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Với hàng trăm mặt hàng thực phẩm đông lạnh, sữa, gạo và nhiều mặt hàng nhu yếu phẩm thiết yếu do doanh nghiệp Việt Nam sản xuất đang được phân phối để phục vụ nhu cầu mua sắm và sử dụng của người dân địa phương. Nếu mô hình này hoạt động hiệu quả, sẽ được Sở Công Thương Lâm Đồng nhân rộng ở nhiều địa phương khác trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Về phía công ty thì chúng tôi cố gắng làm sao là hoàn thành cái trách nhiệm, nhiệm vụ của mình là phân phối những mặt hàng có chất lượng cao nhất và có xuất xứ rõ ràng để phục vụ cho đồng bào bà con của tỉnh Lâm Đồng. Về phía chúng tôi thì chúng tôi cố gắng làm sao triển khai nhiều những mặt hàng mới và là có chất lượng cao để là phục vụ người tiêu dùng hàng Việt. Được xem là một chủ trương lớn của Đảng, có ý nghĩa sâu sắc trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, qua đó thúc đẩy tính tự chủ, tự lực, tự cường trong phát triển kinh tế. Tại Lâm Đồng, cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam đã thu hút sự quan tâm đông đảo của mọi tầng lớp nhân dân. Người Việt Nam mình rất ưa chuộng hàng Việt Nam lắm, nhất là áo dài, rồi những hàng Thái Tuấn thì cô thấy hàng Việt Nam rất tốt. Tốt hơn những hàng của Trung Quốc hoặc là những cái nước như là Trung Quốc hay là Malaysia nhiều. Tại vì bây giờ họ đi mua hàng họ có đòi là quần phi Thái Tuấn hoặc là áo dài Thái Tuấn. Nếu như mà hàng Việt Nam mà chất lượng cao thì tất nhiên là mình dùng hàng Việt Nam nó vừa phù hợp với cái giá cả mà nó lại dùng nó cũng rất là được, rất là tốt. Theo thống kê, sau gần 7 năm triển khai thực hiện cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, Sở Công Thương Lâm Đồng đã phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh và Hỗ trợ Doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh tổ chức được 13 cuộc đưa hàng Việt về nông thôn tại 10 huyện thành phố trên địa bàn tỉnh, đạt doanh số bình quân trên 1 tỷ đồng mỗi đợt. Cùng với đó, Lâm Đồng cũng không ngừng chú trọng hoạt động giới thiệu, quảng bá sản phẩm, kết nối giao thương, tham gia các hội chợ trong và ngoài nước để giới thiệu các sản phẩm đặc trưng chiếm ưu thế của Lâm Đồng, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho hàng Việt Nam chất lượng cao lưu thông trên thị trường trong và ngoài tỉnh. Sở Công Thương cũng đã xây dựng nhiều những cái chương trình và kế hoạch phối hợp cùng với lại các cái sở ngành với địa phương, đặc biệt là với Mặt trận Tổ quốc và các cái tổ chức đoàn thể chính trị ở trên địa bàn của tỉnh, phối hợp cùng với lại các cái đơn vị tổ chức những cái chương trình sự kiện để đa dạng hóa các cái hình thức thực hiện cái chương trình của cuộc vận động này thông qua các cái chương trình giới thiệu về cái sản phẩm hàng Việt. Thì cũng đã tạo được cho cái nhận thức người dân Lâm Đồng đã từng bước là có được những cái tôn vinh cái vai trò của hàng Việt. Bên cạnh đó thì không có cuộc vận động thì cũng có thể thấy được là cũng có một cái tác động khác nữa, tức là làm cho các cái doanh nghiệp của chúng ta cũng đã có những cái quan tâm hơn đến cái mẫu mã, đến cái chất lượng và cái sản phẩm của mình, cũng như những phương pháp để tiếp cận để đưa cái sản phẩm của mình gắn bó với lại cái người Việt Nam của chúng ta trong chương trình vận động Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam. Sẽ còn nhiều giải pháp trong triển khai thực hiện để cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam đạt nhiều kết quả thiết thực hơn trong thời gian tới. Song với những kết quả đạt được thời gian qua tại Lâm Đồng đã và đang mở ra nhiều tín hiệu vui trong việc thay đổi nhận thức và thói quen của người dân trong sử dụng hàng Việt, từng bước khẳng định thương hiệu của doanh nghiệp Việt Nam trong hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần vào sự phát triển kinh tế đất nước. Nhưng hiện đầu tư vào ngành nông nghiệp Việt Nam của Nhật Bản vẫn còn rất hạn chế, mới chỉ có khoảng